Theo quan điểm của EU, ưu tiên trong lĩnh vực hàng không là sự an toàn của khách hàng. EU cho rằng những diễn biến gần đây ở Libya đã khiến cơ quan hàng không dân dụng không thể thực thi các nghĩa vụ quốc tế liên quan tới sự an toàn của ngành hàng không Libya. Tuy nhiên, EU khẳng định sẵn sàng hỗ trợ ngành hàng không Libya khi tình hình trên thực địa cho phép. Danh sách của EU bao gồm 7 hãng hàng không của Libya, trong đó có hãng hàng không Africa Airways, Air Libya và Libyan Airlines. Quyết định trên được đưa ra sau khi EU công bố một đánh giá định kỳ về danh sách an toàn hàng không nhằm đảm bảo tất cả các hãng hàng không đều đáp ứng các tiêu chuẩn của EU. Danh sách cấm của EU bao gồm 21 quốc gia và hơn 300 hãng hàng không. Các nước có trong danh sách chủ yếu là các quốc gia châu Phi và một số nước châu Á, trong đó có Indonesia và Philippines. Theo báo cáo của EU, Philippines, Sudan, Mozambique và Zambia đã có tiến bộ trong cải thiện các tiêu chuẩn an toàn hàng không, song chưa đủ để thoát khỏi danh sách cấm này.